Dạ, em xin chào anh chị nha. Em tên là An. Em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Dạ, hôm nay em có mặt tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em sẽ gửi tới anh chị là một miếng đất mặt tiền. Con chợ đây là chợ nhỏ nha anh chị. Chợ nhỏ nhưng cũng buôn bán rau củ quả, thịt cá, phục vụ đầy đủ nhu cầu hàng ngày của mình luôn á. Hôm nay miếng đất em sẽ gửi tới anh chị là đây nè. Chiều ngang là 6m, hơn 6m anh chị ơi. Chiều dời xuống á là 25m, mình có 70m thổ cư. Đường này á là đường huyện lộ 173, hướng này anh chị đi khoảng 4 cây số là mình ra được ngã tư Tường Đậu ha. Ngoài đây cũng có căn chợ nữa nè. Dạ, tầm 500m à, gần chợ có trường mẫu giáo nè. Xung quanh thì kinh doanh tiệm tạp hóa rất là sung túc luôn anh chị, nhà dân đông. Đó. Cận này là vào ủy ban tầm khoảng 1-2 cây số. Dạ, mình đi Thành Triệu, chợ Thành Triệu nè. Đó, Phú Túc nè. Mình đi ra tới phà Tân Phú luôn anh chị, hướng và qua bên chợ Lách Cái Mơn Vĩnh Long nữa. Dạ. Chiều ngang là 6m anh chị, từ bên đây ngang qua 6,17m nè. Đó, chiều dài một bên là 26,44, một bên là 25,45 nè. Đó, đất thì sạch sẽ, cao ráo ha anh chị. Có 70m thổ cư. Đó, mặt tiền đường huyện lộ 173. Còn đây là trích lục nè anh chị ơi. Cho anh chị xem thông tin này trước đi. Dạ. Thửa đất số nè 337 tờ bản đồ số 9. Địa chỉ là ấp Định Thọ, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ha. Dạ, diện tích là 156,1 m², hình thức là siêu riêng. Mình có 70m thổ cư nè, còn lại đất trồng cây lâu năm. Độ giới của mình á là 72,5m lận. Đường này rất là rộng anh chị, tương lai phát triển vượt bậc luôn á. Cách đường dẫn chân cột mẫu 2 á là chỉ 1,5 cây số à. Đây tiếp tục. Tất cả tại nông thôn, còn lại là đất giao thông ha anh chị. Đất cao ráo sạch sẽ ha. Em nhìn ra nè, phía trước đất nè, có đường điện nè. Đó, nước mình xài nước máy thoải mái ha anh chị. Ngay chợ, chỗ này là căn chợ, chợ nhỏ nha anh chị. Địa chỉ là xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đó, gần chợ luôn. Em xin báo giá luôn cho anh chị mình tham khảo nè. Là giá 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Đó, 1 tỷ 100 triệu. Cách ngã tư Tường Đậu là 4 cây số. Cách đường dẫn chân cầu Rạch Miễu 2 là 1,5 cây số. Đường này là đường huyện lộ 13 cũ nha anh chị. Đó, kinh doanh rất là sung túc luôn. Mình mua mình đầu tư hay là mình để mình kinh doanh cũng tiện nữa. Dạ. Hướng này em đang chạy ra ngoài ngã tư Tường Đậu á chị. Không khí ở đây rất là mát mẻ luôn á. Ở đây là nước ngọt nha anh chị, nước ngọt quanh năm luôn á. Dạ. À, xã Tường Đa này mình giáp với xã Tam Phước nè, Thành Triệu nè, Phú Túc nè, hình như là cũng là Quế Thành nữa anh chị. Dạ, mình đi thành phố Bến Tre là tầm là 7 cây số nha, 7 cây số anh chị. Bây giờ em đang quay là lúc
3 giờ chiều nên chợ mình cũng tan chợ rồi. Em cố gắng tranh thủ thì buổi sáng mà không kịp anh chị ơi. Buổi sáng thì chợ á là có bán rau củ quả thịt cá tép rồi, cũng đơn giản à, giống như là chợ nhỏ thôi à. Nhưng mà cũng đầy đủ lắm anh chị, không thiếu mặt hàng gì hết á. Miền Tây á, mà anh chị về đây á là chỉ hơn một tiếng mình đi xe ô tô à, là mình vào được về được tới đất của mình. Nếu mà còn miễu 2 á làm xong mình di chuyển nhanh nữa anh chị. Hơn 6m đó, dài 55m, có 70m đầu tư, mặt tiền đường huyện lộ 1.3 cũ, giá bán là 1 tỷ 100 triệu, ngay chợ luôn. Dạ, đường này đó tối là mình có đèn đường luôn nha anh chị. Cách ủy ban thì chỉ có 2 cây số à, đó, gần ủy ban thì có chợ, có trường học. Đây, ngay chỗ này cũng có con chợ nữa chị, chợ này cũng khá lớn à. Đây nè, quán ăn nè, sửa xe, kinh doanh rất là nhiều luôn. Đường đang nâng cấp nè anh chị ha. Dạ. Rồi em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Chúc anh chị em mình có thật là nhiều sức khỏe nè, đầu tư sinh lời nè, mua được miếng đất ưng ý theo ý muốn của mình luôn, pháp lý an toàn nha anh chị. Dạ, anh chị xem mình video mình nhớ cho em một like nha, và dạ, một lượt đăng ký kênh. Đặc biệt á là anh chị mình phải nhấn đăng ký á, là khi nào em có ra video mới á, nếu mà anh chị bấm đăng ký á là trên điện thoại anh chị á sẽ hiện thị thông báo liền đó, nên anh chị mình vô mình xem nó tiện hơn á anh chị. Nếu mà anh chị mình không đăng ký á là sẽ không có thông báo gì hết á. Đăng ký để nhận được những video về nhà đất mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ nha anh chị. Dạ, mình đi tầm chừng 1 cây số nữa mình ra được ngã tư Tường Đậu rồi, cũng nhanh đấy anh chị, rất là nhanh luôn. Dạ, chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những video gần nhất.